Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước. Thì hôm nay Công Trần đi trên tuyến đường quốc lộ 1 các bạn. Thì đây là ngang cái ngã tư Vũng Tàu. Thì mình được biết cái ngã tư Vũng Tàu này, ở đây dân ở đây người ta sẽ xây dựng một cái ngôi miếu và là một cái đình kéo các bạn. Hiện nay đang thờ những người, một số người đi qua đây trước đây bị tai nạn giao thông các bạn. Thì phải nói là cái khu vực này là khu vực rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Khu vực này rất nghiêm trọng, cho nên vì vậy cho nên là hôm nay Công Trần đến đây tìm hiểu cái ngôi miếu này xem là như thế nào. Kính mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi chúng tôi nhé. Và thì cái ngôi miếu này thì người dân ở đây chia sẻ thì phải nói là một cái ngôi miếu vô cùng linh thiêng. Thì mình sẽ đến đây để cùng trò chuyện với tất cả mọi người nhé. Đây mình sẽ quay cái ngôi miếu này cho cô chú anh chị và các bạn mọi người được xem. Đây là cái ngôi miếu này các bạn. Thì hiện nay cũng có rất nhiều người đến đây đang cúng ở đây. Đây là cái đây mình sẽ quay toàn cảnh cô chú chị các bạn mọi người được xem. Cái ngôi miếu này, trước cái ngôi miếu này hiện nay này có hai cái cây, mình cũng không biết rõ là hai cái cây này là cây gì, rất to các bạn đó, mọi người thấy không ạ? Thì đây ngôi miếu này hiện nay thì một ngày cũng có rất nhiều người bà con ở các nơi cũng đổ về đây, nhất là những người dân ở tại địa phương này cũng thường xuyên đi qua đây, cũng thường xuyên vào đây để thắp nhang các bạn. Thì ngôi miếu này được biết là một cái ngôi miếu vô cùng linh thiêng, các nhân viên vui vẻ cho nên đến đây có thể là lát nữa mình sẽ trò chuyện với một số người dân ở đây như thế nào. Thì hôm nay tụi em cũng biết cái đây là gọi một cái miếu gia đình chị hay là cái miếu ngã ba Vũng Tàu ấy. Cái miếu đây là gọi là cái miếu ngã ba Vũng Tàu ha. Thì em được biết là cái miếu này rất linh thiêng mà cũng tồn tại đây rất nhiều năm rồi. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm luôn hả? Dạ. Là cái này cái ngôi miếu này là ai dựng lên vậy chị? Của mấy nhà ba tám. Tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người bà con người ta dựng lên ha. Bác người ta tới đây là người ta sơ thành lập cái này. Cái ngôi miếu này em được biết là một cái ngôi miếu vô cùng linh thiêng. Dạ. Ở đây có thể là thờ những cái người mà một số người trước đây bị tai nạn giao thông ở khu vực này phải không chị? Là đó có thờ với mấy cái vong linh cây bồ đề đó. Cái vong linh của cây bồ đề. Dạ. Chị là người hiện nay thì đang trông giữ cái ngôi miếu này phải không ạ? Không, em cũng tới đây quét dọn cho sạch sẽ cho bà nữa, em cũng không có gì rồi cũng lên miếu này dơ giá thì quét dọn thôi. Dạ. Rồi tới đây 4-5 năm rồi. Chị ở đây 4-5 năm hả? Thì em cũng thấy rất nhiều người dân địa phương ở đây và nhiều người đi đường thì cũng vô đây thắp nhang. Đúng rồi. Và vì vậy cho nên em cũng nghe là rất nhiều cái tin đồn ở cái ngôi miếu này vô cùng linh thiêng. Vì vậy cho nên hôm nay em đến để tìm hiểu cái ngôi miếu như thế nào, chị có thể chia sẻ cho em cũng như cho cô chú anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước biết rõ cái ngôi miếu này là nó khoảng được bao nhiêu năm, chị chính xác là khoảng bao nhiêu năm rồi chị? Chính xác là mấy chục năm thì chị không biết, lúc là ba của anh Cookie á. Ba của ai chị? Ba của anh Cookie, anh Mỹ, anh Hùng á. Là tới đây còn nhỏ là tới đây làm từ thiện ở nơi này, nhưng mà ba anh Cookie đã chết rồi. Thì lúc đó là chị còn nhỏ, chị không biết là tới đây là còn được bao nhiêu năm thì chị không có biết. Xong rồi thời gian á chị đi lấy chồng quay chị khổ thì nó tới đây. Năm chị khổ là năm 38 tuổi á, là chị khổ quá. Thì mới tới đây chị cầu xin mẹ là mẹ ơi giờ con khổ quá. Mẹ tới cho con ở đây con hầu bà, mẹ cho được vậy, cho được cắt nhà, cắt cửa rồi với mạng cộng đồng người ta thấy vậy người ta thật thành lập lên cái này nè. Nói chung là nhiều người lắm. Nhiều người tới đây bỏ ra người 50, 100 gì là nói chung cả thế giới lên làm phụ mới được như vậy. Rồi. Hàng ngày là người dân ở đây em thấy được biết là cũng rất nhiều người qua đây để thắp nhang ở đây. Ngôi miếu này mình có một cái chỉ có dấu ấn gì hay là ngôi miếu này theo như chị biết là ở đây có tâm linh dữ không chị? Tâm linh dữ lắm, mẹ linh hay lắm, tại vì ai giấy gì được lấy. Chứ ai khổ hay này kia là nợ nần hay là cái gì bất cứ một cái gì tới đây là cũng giấy xin bà là bà cho hết. Cái gì cũng cho. Chị hàng tối đêm mà chị có ngủ ở đây không? Chị có ở đây không? 11 giờ là chị về. 5-6 giờ là chị ra. Bác dọn cho bà chăm nước này kia cho bà xong rồi tới kia. Bây giờ là 10 giờ là 11 giờ về. 11 giờ về chị về. Chị ở đây hàng đêm thì chị có thấy có cái gì không? Cũng có chứ, có nhiều khi làm đây thì ta cũng báo mộng là về. Ngày mai sẽ có về tới là thấy là biết chứ.
thường xuyên là được báo người ta ở trên cái trên người ta báo mộng gì? Có nhiều khi nói là đêm nay xe sẽ có người tới vậy, là sáng mai mình đón một người đó là sẽ có người đó tới. Dạ. Giống như hồi đó chị là ca sĩ Phi Nhung cũng tới đây. À, ca sĩ Phi Nhung hả? À, đúng rồi. À, cũng có ghé đây. Rồi, dạ. Là hứa hẹn là sau này nuôi thằng con của chị á, lớn lên ăn học cho tới 18 tuổi, nhưng mà sau chị Phi Nhung bắt gạo từ thiện đây cũng rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà chị thấy đẹp, nó là đẹp là chị cũng thương rồi gỡ gắm cho những người này kia đó. Dạ. Lo lắng rồi em ở đây em hầu mẹ đi, quét dọn mẹ sạch sẽ. Dạ. Sau này chị có dịp sẽ đến thăm em, là mỗi tháng thì cho em tiền nuôi cu bo lớn lên. Là ca sĩ Phi Nhung ghé đây khoảng bao nhiêu thời gian là chị có nhớ không? Cả Phi Vũ, nhà Phi Nhung ghé đây là khoảng 2 năm rồi. À, 2 năm hả? Cho ghé trong một thời gian là chắc mất hả? Vì dịch thì mất hả? Đợt dịch đó thì không gặp chị Phi Nhung nữa. Chị Phi Nhung cho 2 lần tiền rồi sao chị không gặp chị Phi Nhung nữa. Ở đây có các đoàn ca sĩ, nghệ sĩ có thường xuyên ghé qua đây không chị? Có chứ, đêm nào nghệ sĩ nó cũng ghé đây mà. À vậy hả? Thỉnh thoảng là ghé đây. Thỉnh thoảng là chị Việt Hương đi Bờ Sở Long Thành đồ, đi Vũng Tàu đồ, đi nhiều chùa thì cũng ghé đây thỉnh thoảng. Các ca sĩ, nghệ sĩ như Việt Hương này cũng có ghé đâu qua đây hả? Thế ngôi miếu này nằm ngay trung tâm Nga Ma. Chị cho mọi cái cây này, hai cái cây này nó tồn tại là bao nhiêu năm rồi chị? Mẹ bao nhiêu năm thì hai cái bồ đề này nó bao nhiêu năm? Hai cây này. Hai cây này có ai sơn sửa hay có ai chặt sửa đi không chị? Tôi chặt tỉa cây. Nó lù bù quá thì chị là chị cắt cây, cắt cỏ thì chị cắt cho nó nhánh cho nó đẹp ra. Trước khi mình cắt cái cây này mình có cần phải xin không chị? Xin mẹ, mẹ ơi cho con sầm sề quá thì mẹ cho con xin con tỉa mẹ để cho nó sạch sẽ đó. Xin chứ. Phải xin ha. Ở đây nói chung là nhiều người ta cũng xin làm cái nền này nhưng mà đất của nhà nước á, nói chung là cứ mẹ tự nhiên cứ để cho mẹ đứng tự nhiên chứ không có căng nhà có nhà nữa, chứ mẹ cứ mẹ tự nhiên là để mà tự nhiên. Cái này là có nghĩa là cái ngôi miếu mình cái này như là gọi là để tự nhiên từ trước bây giờ ha. Chưa có sửa chữa mà chưa có tu bổ gì bạn không? Có tu bổ là một thời gian này chị lên đây là nói chung là người ta thương người ta mới tu bổ này đẹp rồi cây nền này. Hai vợ chồng con bé kia lên nó cắt mà lên đẹp cho mẹ nè, đơn sang cho mẹ rồi. Nói chung là nhiều lắm, nhiều, nói chung là tiền của mọi người đều bỏ vô đây, dồn hết mọi vô đây chứ không phải là riêng của ai. Chị ở đây chị cái bán nước, bán nhang, chị hầu bài quét dọn cho bà thôi chứ còn bài chị cũng không có muốn. Cái gì giờ chị hứa sau này chị có khổ cách nào cái mấy thằng đó, chị cũng hầu bài cho suốt một quãng con đời còn lại thôi chứ chị không có mong là mà một hả được giàu có hay là sang giàu phú quý gì hết. Chị cứ mong là bây giờ hai mẹ con chị với ba đứa con là chồng chị thì cũng ở dưới Long Thành. Nói chung là cũng chưa lập gia đình đó là mình thỏa thì chị cũng về nhà con cái chồng con. Đó chứ còn vài năm cũng chị không có muốn á. Em phải giàu có, không có đâu giàu có để làm được cái gì, cứ hầu bà. Ở đây em xin phép chị, ở đây là người ta rút xăm quẻ xăm hay cái gì đó phải không chị? Quẻ xăm. Có luôn hả? Có xăm. Có linh không? Ta xin bà thì người ta tự giái bà ta xin tự bà. Tự giái tự xin ha. Chứ mình cũng đâu có gì là ta thấy gì ta xin cái đấy. Xin là chắc là được ha. Được. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của mình rất nhiều. Em cũng hy vọng là trong thời gian tới thì nhiều cô chú anh chị, nhiều người biết tới cái đây là còn một cái ngôi miếu ha. Ngôi miếu của mình. Bao nhiêu người tới đây nè, đó mấy người nè, anh này bác sáu đồ cả dân cả làng đó, chị này ở đây. Nói chung là tôi cũng khổ rồi, cứ thảnh thảo là cứ này kia là ngồi cái mẹ. Dân chúng thì đông cả ngày lẫn đêm luôn. Rồi em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị. Rồi cảm ơn em. Chúc cho mấy em làm ăn suôn sẻ thành công. Thì ghé vào đây thì được biết là cái ngôi miếu này cũng rất linh thiêng và cũng tồn tại rất nhiều năm rồi. Thế vì vậy nên rất nhiều bà con này cũng ở các nơi đến đây thỉnh thoảng ghé qua thắp nhang. Thì em đi qua đây thì vô tình hôm nay thì cũng thấy anh cũng đang trực tiếp là người thắp nhang ở đây. Thì anh cho em phép cho em hỏi là anh mình ở đâu vậy anh? Em ở tỉnh Vũng Tàu. Anh ở bách vô tình cùng đi ngang qua đây. Anh mình cùng trong lúc đi tâm linh mình cầu xin mẹ rồi xong đời giống như mình làm ăn hoặc là mình đi kiếm đồng gì đó rồi làm ăn như vậy thôi. Anh cho phép em cho em hỏi là anh tên là gì anh? Tên Hoàng. Anh tên Hoàng ha? Anh ở người Vũng Tàu ha? Vậy thì nhiều lúc đó là giống như khi nhiều lúc mọi người họ cộng cắn riêng khác nhau nên là đôi khi nhiều lúc người thì tại cái này thì họ thường về ghét thôi, tại vì người giống như có người giàu người nghèo gì thôi, giống có người họ bên này bên kia thôi, họ vẫn cũng như vậy.
Dạ, anh có thường xuyên đi qua đây không anh? Dạ, có đi nhưng mà ghé lắm, vì bất cứ chỗ nào em cũng thỉnh thoảng hay ghé. À, rồi cảm ơn chia sẻ của anh rất nhiều. Chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Bởi vì nhiều lúc là giống như chẳng hạn giống như người nào họ có căn bệnh nào đó. Dạ. Giống như tới một người nào đó là từ nó thể đi là những con người mà họ tồn tại lâu năm là giống như những người đó họ làm việc thiện. Dạ. Anh có nghe một số tin đồn là cái ngôi miếu này rất linh thiêng không? Dạ, đó là đến mẹ tên nào đó là chẳng hạn giống như cùng cứu nàng cầu phù, giống như chẳng hạn giống như có một người nào họ đi ngang qua đó nhờ họ xin theo về xăm mà họ tại không mua theo về sổ, tự nhiên là là có nghe như thế là đúng, có nghĩa là mình như thế là linh thiêng ha. Mà ai tính thì có, mà ai tính thì không. Có nghĩa là phải có duyên nữa. Dạ, có duyên. Dạ. Rồi, chúc anh bạn sự tốt lành. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Thì đây là một cái ngôi miếu gọi là vô cùng linh thiêng. Thì đây theo cái sự quét dọn đây thì chỉ nói là đây là một cái cây, hai cái cây bồ đề các bạn đó, thì hai cây tồn tại cũng rất năm, là rất nhiều năm, là mấy chục năm qua rồi đó. Thì mình đã xin phép đứng ở giữa đây, mình cận cảnh nhà mình quay cho cô chú anh chị và các bạn mọi người được thấy. Đó, đây là hình ảnh vô cùng linh thiêng các bạn, cũng rất nhiều người cũng thường xuyên tới đây thắp nhang đó. Con chào cô ha. Dạ thì hôm nay con đi ngang qua đây thì con cũng nghe được biết là cái ngôi miếu của mình rất linh thiêng. Ê, vì vậy cho nên là con cũng ghé đây để thăm và cũng trò chuyện, được biết là cô hiện nay cũng đang thắp nhang ở đây. Vì vậy con cũng xin phép cô là con trò chuyện với cô một xíu ha. Dạ cô cho con xin phép là con cho con hỏi là cô tên là gì vậy? Cô tên là Đỗ Thị Thúy. À cô tên là Đỗ Thị Thúy ha. Cô năm nay nhiêu tuổi đây vậy cô? Cô 62 tuổi. Cháu này, mình có gần nhà ở đây không cô? Có, cô ở trong cư xá đường. À, cô cũng gần đây, người Biên Hòa luôn ha. Người Biên Hòa này. Dạ, cô được biết cái ngôi miếu này có từ lâu chưa cô? Lâu lắm rồi đó. Cô về đây từ năm 90 rồi, mà trước năm 90 là không biết là từ hồi nào giờ, rất là lâu. Cô về đây từ năm 90 là cũng cứ ra đây thắp nhang, mà mẹ rất là linh. Dạ, rất là linh nha. Nếu như vậy thì cũng phải 40-50 năm đổ về trước là sao không cô? Lâu lắm rồi, mà buồn thì cô cũng ngày nào cô cũng rảnh là cô ra cô thắp hương cho các mẹ ở đây, các quan các ngài ở đây. Dạ. Cái ngôi miếu này thì con cũng được biết là xây dựng ở đây thì được biết là rất nhiều năm. Nhưng mà cụ thể thì bao giờ thì chắc có lẽ là cũng rất khó để ai biết chính xác phải không cô? Không, biết chính xác. Dạ. Cô thấy là ngôi miếu này cô thường xuyên ra đây xin, thì cô thấy xin lọc thì cô thấy những cái sự mình ra mình xin, mình chấp tay mình lạy các ngài, các quan ở đây thì về thì cô thấy làm sao? Có cái tâm của mình đó. Dạ. Nó thoải mái hơn. Nó vui vẻ hơn, mà nhiều khi mình có chuyện gì buồn mình cũng ra đây kêu mẹ, kêu các mẹ ở đây, kêu mẹ Phật bà, mới kêu các mẹ mẫu ở đây là mình về mình ngủ được. Mà có những chuyện vui chuyện buồn thì mẹ đều phù hộ hết. Mà những chuyện gì xin mẹ che chở cho ở đây là hồi xưa ở đây cũng tai nạn nhiều lắm. Cũng tai nạn nhiều lắm cô. Mẹ bây giờ mẹ che chở cho rất là nhiều. Thì con cũng được nghe thông tin ở cái khu vực ngã tư Vũng Tàu này là trước đây tai nạn thường xuyên, là tai nạn xảy ra, tai nạn kép rất nhiều, cũng rất thương tâm. Nhưng mà con được biết là cũng một thời gian ngắn đây thì cũng rất ít xảy ra rồi, phải không ạ? Cô người dân ở đây, cô được biết cái vụ tai nạn nào gọi là thương nhất ở đây? Cô chỉ có, nói chung là cô cũng biết nhiều lắm, nhưng mà chỉ có một cái người bạn của cô làm ở trong công ty BBK là đi làm xong rồi đi băng chưa kịp băng qua đường kia mà đã bị nói chung là xe nó tông vô sau cắn lòi ruột rồi. Trời ơi. Là lâu rồi, nay cũng bao nhiêu năm rồi. Thế một cô bạn nữa cũng làm ở BBK là cũng mẹ che chở cho đó, nó chỉ có là đơn, nó chỉ có đắt những cái thật ở xương thôi. Xương chưa sao. Hay ở đến chỗ rồi bên đây là chỗ cái mũi đầu này. Cái đầu mũi đầu đó. Băng lên công ty đường, công ty Vika đó. Nhưng mà mẹ che chở cho. Thế một lần nữa là có một người thì ở ngay chỗ này là coi như là xe nó coi như là mẹ che chở cho, là hất cái người đó lên ấy. Lên cái cỏ luôn. Vì vậy cha mẹ che chở cho nên rất linh thiêng, cho nên là vì vậy rất nhiều vụ tai nạn bị được tai qua là khỏi, phải không cô? Nói chung là mẹ cũng che chở nhiều lắm đó. Che chở nhiều rất nhiều. Rồi cô về đây từ năm 90 tới giờ đó. Là cô ra đây nhiều. Thỉnh thoảng thì cô mới đi chùa, tại vì đi chùa thì xa mà cô không có đi được xe máy. Cho nên là cô chỉ ra đây.
ơn cái cuộc chia sẻ của cô rất nhiều. Con chúc cô mấy cùng toàn thể gia đình luôn luôn là mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn hai con nhé. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, nhiều này ạ. Xin khỏe xăm các bạn. Được biết ngôi miếu rất nhiều năm rồi bạn chú. Ba mấy năm rồi đó. Ba mấy năm, ba mấy bốn chục năm.
cái ngôi miếu này rồi, hồi xưa là nó không được như vậy, đó là một cái am nhỏ nhỏ thôi. Sau này á, cái người ta cúng á, người ta thấy không được sạch sẽ, bắt đầu người ta mới tăng trí lên cho nó đẹp đẽ vậy đó. Thì theo như chú thì chú là người dân ở đây thì chú thường xuyên đi qua đây thì chú thấy cái ngôi miếu này có linh thiêng không chú? Linh thiêng á thì nào tin thì linh nè. Đó là mình tin là có ha. Thí dụ giờ mình xin cái gì á, mình làm ăn cái gì xin thì nó có. Linh lắm. Linh người ta mới tới cúng chứ không linh thì ai tới cúng. Vậy chú thường xuyên ghé qua đây không chú? Ngày nào mà tôi không ở đây. Tôi ở đây chạy xe ôm mà. Chú chạy xe ôm chưa? Chú ở đây thường xuyên ha. Thì đó tôi ngồi ngay góc đó, khi nào mà có khách thì chở đi thôi. Thì con cũng được biết là cũng có rất nhiều người cũng ở các tỉnh thành cũng đi ngang qua đây thì cũng ghé qua đây thắp nhang. Còn đồ mấy cái miền Tây rồi cũng chạy ngang đây cũng ghé vô thắp nhang rồi. Mới gần đây là có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở khu vực này không chú? Mới đây cách mấy bữa có một tai nạn ở đây nè. Mới đây chú? Đó, ngay góc đó. Ngay cái góc này luôn hả? Bà kia hai bà đi chợ về cái đẩy vô cái xe bồn đó. Cán chết người. Trời ơi. Một người chở vô nhà thương. Nó kéo ra, nó còn có dấu kéo đi khoảng 3-4 thước á. Xe bồn kéo. Xe bồn, xe bồn mà chở xi măng, chở bê tông á. Đó. Xe bê tông. Mới đây ha. Mới đây thôi, cách đây có chừng 3-4 ngày trở lại à. Trời, 3-4 ngày rồi. Ở đây chú có thường xuyên là gặp là những cái vụ chứng kiến những cái vụ của tai nạn ở đây thường xuyên không chú? Không, tôi cũng nhiều khi cũng ít khi chứng kiến lắm, nhiều khi nó xảy ra tai nạn mình không có ở đây.